tiền đó. Chính là la nó mới đi. Đường hoa kia là mặt nước ngoài nhưng mà chưa thấy thì chẳng thấy nha. Rồi thế này. Hồi xưa là đi từ đấy nhỉ, hồi xưa đi dưới lên chưa? Đã đúng. Langsung kita tumben. Langsung kita tinggi banget.
và là đang vào điểm chùa Linh Ứng trên núi Bà Là. Cầu mọi người đi và đến.